Video cho mang tính chất giải trí với một người giải tỏa căng thẳng sau một ngày về mệt mỏi. Trời ơi, từ lúc mà chơi game cho đến bây giờ tôi mới biết cái chỗ này mà nó có bóng luôn đó. Hôm trước mình đi tìm cho chú Hồng đi ngang đây mới phát hiện là cái chỗ này nó có bóng luôn nè. Ông tối cụ quá ông Na ơi, cái này mà ông cũng giờ mới biết nữa. Trời ơi, từ trước giờ đi câu cá chứ đi bắt bò không mà có đi tham quan mấy cái chỗ này đâu. Nói đến câu cá mới nhớ, sắp có cá mới hay là tôi với ông đi câu cá đi. À đúng rồi, trong cái bản cập nhật lần này có rất là nhiều cá mới luôn và cá khổng lồ luôn. Hay là bây giờ là tôi với bà đi ra ngoài câu cá xem ai câu được nhiều bóng to hơn nè. Chơi không? Chơi, chơi luôn, sẵn tôi đi mài cần luôn để bữa nào có cập nhật á thì còn mà ra cá nữa. Rồi ok luôn, bây giờ là chỉ câu bóng 4, bóng 5 thôi nè. Còn bóng 1, bóng 2, bóng 3 thì sao bỏ hả? Không câu, trời ơi thời gian đâu mà câu bóng 1, bóng 2, bóng 3. Bây giờ là câu bóng 4, bóng 5, ai câu nhiều hơn thì người đó thắng nha. Ok, rồi, đi luôn. Ok, bây giờ là tiến về Sài Gòn nè. Sài Gòn nào? Ok, nhầm, tiến về bờ La Gia nha bà con. Ơi Huyền Huyền đã đi thải mau đến đây. Huyền Huyền đã đi thải mau đến đây. What the hell? Trời ơi đâu rồi không thấy vậy? Đến đây đây nào. Đây rồi. Ủa, ông làm cái gì vậy? Làm gì đâu. Thế nhảy nhảy như thằng khùng á. Đâu có, đâu có làm gì đâu. Đâu có gì đâu. Rồi ok thôi bây giờ bắt đầu câu cá đi. Bắt đầu câu cá đi ông rồi. Bắt đầu câu cá đi. Trời. Thủ thế. Tôi chạy lên cái nào. Thủ thế đi. Rồi ok câu nha. Rồi bây giờ nè, bóng 4, bóng 5 thôi nha. Bóng 1, 2, 3 bỏ nha. À đây, một câu bóng 4 rồi, có bóng 4 rồi nè. Đó. Ủa, ông có bóng 4 luôn rồi hả? Ồ, rất là nhanh luôn. Ừ, trời ơi, câu mà chuyên nghiệp mà. Dân chuyên nghiệp. Ôi, đứt dây không? Không, dễ gì đứt. Trời ơi, lên nè. Đó, cá mới nha, cá mới nha. Cá đâu cá củ xì mà cá mới gì ông nội? Đây. Trời ơi, đây nhà phát hành đưa vô đây nè. Đó, cái mặt nó bản mặt nó trình hình trong đây nè. Chắc là nhái rồi. Trời ơi là trời, cá mới mà có cá hương ở trong đây nữa nè. Đó, thấy ghê chưa? Rồi ok, bây giờ là câu tiếp nha. 34 mà câu gì nữa ông nội? Thôi bây giờ để tôi chạy vô hố xanh nha. Rồi có gì ông te le tôi sau. Rồi ok. Rồi, ủa mà bóng nó xuất hiện rất là chậm luôn nha. Để tôi coi nó lên được bóng 4, bóng 5 nào hay không nha. Vậy thì đứng đó câu đi nha. Rồi, ủa mà tôi câu như vậy rồi ai thấy trời ơi bóng 4 nó lên thiệt luôn rồi nè. À, cái đó là không có tính nha. Chứ tôi đâu có ở đó đâu mà biết. Quay lại coi nè, nhanh lên. Thôi rảnh quá, chạy vô hố rồi còn quay lại nữa mất thời gian. Trời ơi trời, rồi tôi câu được bóng 4 này. Ai chứng minh tôi kéo được cái bóng 4 đây. Ui rồi ôi, đó một lồi cá mới luôn nha mọi người. Một lồi cá mới tên là cá cam nha. Ủa sao tôi câu nãy giờ mà tôi không có thấy cái bóng 4, bóng 5 nào hết trơn vậy? Tôi nghĩ là bà thua rồi đó bà Huyền ơi. Chứ bây giờ là trời đang sáng rồi mà bà có câu được cái bóng 4 nào đâu. Thì từ từ chứ, câu cá thì anh chắc về sau chứ đây. Tự nhiên mà làm như kiểu anh cướp vậy á. Đây bóng 4 ở đây nè. Trời ơi là trời, vậy là 3 bóng 4 nha. Nhưng mà biết là ông có câu lên được không hay là ông có hụt? Trời ơi trời, tâm lý vững lắm nha, không thể nào mà hụt được đâu. Đấy nè, nhấp thành công rồi nè, lên nè. Nhấp hay không? Rồi con 4 mà đứt dây lên nè, đó. Ồ, trời ơi, cái con lương xối hả, cái con này mới hay cũ vậy bà con? Chắc là cũ cái gì? Cũ đâu mà cũ, mới tinh luôn á, lâu lắm rồi, 3-4 tháng mới đi câu lại, thấy nó mới ghê luôn á. Không lên cá tôi quạo rồi, thôi tôi đi đây. Ủa cái gì kỳ vậy, trời. Nó giỡn á, tôi đi, tôi bệnh tí rồi, tôi chạy lại đây ghé đã nha. Rồi có gì chút nữa tôi tay le không sao? Rồi, ok, thôi bận gì bận đi. Rồi một chút xíu nữa quay tiếp nha. Ok, bây giờ chúng ta giải trí chút nha. Nam sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con game rất là thú vị luôn. Đó chính là Ship and Ship nha mọi người. Nhìn mà cái con cù là thấy thú vị rồi đúng không? Đây là một cái trò chơi ship hình nha mọi người. Nhìn tuy gần rất là đơn giản nhưng mà không phải đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Chúng ta chỉ cần gáp ba cái thẻ giống nhau như thế này là ok. Đó, bây giờ là mới bắt đầu thật nha mọi người. Hồi nãy chỉ là thử thôi nha. Rồi bây giờ là Nam sẽ chơi thử một màn cho mọi người coi nha. Nhìn rất là đơn giản đúng không mọi người, nhưng mà không phải đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Chơi rất là khó luôn á. Nam chưa bao giờ qua màn được luôn đó mọi người. Chơi một chút xíu là bị bí, mà bí là chúng ta có được có ba cái quyền trợ giúp nha mọi người. Thứ nhất á là dịch chuyển và thứ hai á là hoàn tác, thứ ba là sáu thẻ nha mọi người. Đó, chúng ta được ba cái quyền trợ giúp này nha. Khi nào mà chơi mà bí quá là phải sử dụng cái quyền trợ giúp đó mọi người. Thấy đơn giản như vậy thôi chứ thật sự là cần một cái sự tính toán rất là ghê gớm luôn nha mọi người. Rồi sắp xong rồi đó, rồi bí luôn rồi. Bây giờ là Nam sẽ sử dụng quyền 6 thẻ nha. Đó, 6 nè. Đấy, rồi nó mở lại. Rồi, kết cục Na vẫn thua thôi mọi người ạ. Không qua nổi luôn, vẫn không qua nổi cái màn này luôn đó mọi người. Nói chung cái game này cũng rất là hay luôn nha mọi người. Để tải cái game này thì mọi người hãy vào CH Play hoặc là App Store rồi tìm kiếm cho mình cái từ khóa là Ship and Ship nha. Sau đó thì mọi người tải về và mọi người đánh giá 5 sao, bình luận kèm hashtag là Nana TV. Để có cơ hội nhận được cái thẻ điện thoại luôn nha mọi người. Thì cái sự kiện này diễn ra từ ngày 14 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 10 nha. Liên tải game này sẽ để ở phần mô tả với bình luận luôn nha mọi người.
Bà Huyền tới giờ này mà bà vẫn chưa có quay lại nữa. Ôi có thư nè, có thư, có quà luôn nè mọi người ơi. Ui bộ đồ khỉ xíu quậy của bạn Mai nhớ gửi tặng cho mình luôn. Ui ba cái phần quà luôn. À chắc là nguyên cái bộ đồ rồi. Ui cảm ơn bạn Mai nhớ rất là nhiều luôn nha. Đó được nguyên cái bộ đồ khỉ luôn rồi mọi người ơi. Ok bây giờ là mở cái phần quà cuối cùng. Đây chính là cái quần khỉ xíu quậy đây. Rồi ok bây giờ là thay lại cái bộ trang phục mới nha. Đó đây là cái bộ đồ khỉ siêu quậy. Bây giờ là mình sẽ kiếm cái ba lô nào phù hợp đây. Ok cái ba lô này coi như là cũng phù hợp rồi nha. Hôm nay mình sẽ biến thành một cái chú khỉ dí dảnh nha mọi người. Thôi hiện tại là bà Huyền bà vẫn chưa có quay lại nên là mình sẽ đứng mình câu cá một mình, thử coi có câu được cái con cá voi râu trắng nào hay không nha mọi người. Chứ lâu rồi không có đi câu. Ui cái gì vậy, trời ơi quá giặt. Ôi trời ơi, trời ơi. Ui bóng bóng con bạch tuộc hả? Bóng mới bây giờ là nó như vậy hả mọi người? Ui bóng bạch tuộc là nó hiện ra cái bóng đen như thế này luôn á ta. Ui trời ơi, kinh khủng quá, kinh khủng quá. Ôi trời ơi, rồi sao câu đây? Rồi biết khi nào nó cắn. Đấy, ôi, đó. Trời, cái gì đấy? Ui trời ơi. Ủa alo nhà phát hành ơi, cái gì vậy? Bóng bạch tuộc kéo lên cá nham búa à? Không tin được luôn mọi người hả? Thì trong các bạn cập nhật mới lần này đó mọi người, nó có thêm một cái sinh vật mới, đó chính là bạch tuộc Thái Bình Dương khổng lồ nha mọi người. Đó, đó chính là cái con bạch tuộc màu đỏ này nè. Đó, mọi người thấy không? Nó là khổng lồ nha. Mình không biết nó là bóng mấy. Mình nghĩ rằng á, nó có cái chữ khổng lồ, có thể là nó từ bóng 5 trở lên đó mọi người. Rất là nhiều người trông ngóng về cái bóng 6, nhưng mà không biết nhà phát hành họ có lập trình ra cái bóng 6 hay không. Nhưng mà khả năng có thể là nó sẽ là bóng 5, vì nó có hai cái chữ khổng lồ đó mọi người. Với lại là những cái loài cá mới lần này mình thấy hầu như rất là to luôn nha. Đó, mọi người thấy không? Nó to so với là cái hình nhân vật đang đứng ở trước cái tấm rương đó, là mọi người thấy rồi đó, tấm kính đó mọi người. Đợi tôi lâu không? Đợi bà đâu đó khoảng 27, 28 tiếng gì rồi đó. Lâu quá ông nội. Trời ơi, thôi bây giờ đi tới cái màn 2 nha. Màn 2 đó chính là bắt côn trùng nha. Bây giờ là câu cá là bà thua tôi rồi đó. Ủa mà nãy ngồi trên xe không để ý mà ông mới có bộ đồ mới hả? Đúng rồi, đúng rồi, bộ đồ đâu mới. Đâu ra vậy? Ở fan tặng nha. Cả vậy? Ờ. Ông Na ơi, ông đâu rồi? Tôi thấy bà đang quý Hình Quốc nè. Đâu đâu đâu, bà đâu mất tiêu rồi. Ông tele đi. Trời trời, chắc nhầm map rồi, nhầm map rồi. Rồi đi chung mà cũng nhầm map nữa. Rồi rồi rồi, ok, để tôi tele qua nha. Nhưng mà theo nó với ông mà giờ nó hình như nó bay đi rồi ấy. Rồi, để rồi, tôi đi kiếm lại coi. Rồi tới đây, rồi rồi, bộ đá quý Hàn Quốc đâu? Đây nè, nãy nó ở cây này nè. Rồi, rồi còn không? Bay rồi, nó ẩn luôn rồi. Ẩn hả, cái gì ẩn trời? Bay là bay, ẩn gì? Thôi đừng có buồn nữa. Mắc rồi thì thôi, để tôi chở bà đi kiếm vòng vòng, coi gặp lại nó hay không nha. Thì mất rồi, thôi chứ biết sao giờ. Thôi giờ ra bờ La Gia thử coi gặp bộ đá quý Hàn Quốc hay không nha. Rồi, tele ra đi, tele ra đi, mất công nhầm map nữa. Rồi, đang tele nè. Ui, ui, khoan. Bỏ đá quý Hàn Quốc của tôi. Ủa trời ơi, kiếm cho bà không gặp nhưng mà tôi gặp qua đây nè. Đây. Đã vậy trời. Đó, trời ơi, cái con của bà nó bay lạc qua cái nít của tôi đây nè. Đó, ghê không. Ê. Trời ơi, không ngờ khơi khơi đi ra đây cũng gặp nó đây nè. Quá may mắn. Lên, đừng có để bay nha tôi nha. Không lẽ cái kèo này tôi lại thắng nữa sao ta? Ông chơi thắng hoài, ông không có thấy chán không nè? Sao mà chán được trời, có ai mà thắng mà chán hay không? Chơi thì có thắng có thua chứ. Thôi. Có mình ông cha thắng hoài, nhìn để... chán quá. Trời ơi, là trời ơi, nó bay rồi. Rồi bay đúng không? Ui trời ơi, sao kỳ nhau rồi. Ui sao nó giống hệt nhau vậy? Ôi cái con này nó nhây từ cái nít bà bay, rồi nó nhây qua tới cái nít tôi luôn đây nè. Tôi hứa với lòng mình là tôi không có thể thua ông được nữa. Khoan, tôi thấy con bướm nữ hoàng rồi nè. Phải không? Phải. Rồi, ông chóng mắt lên xem coi cái tài nghệ của tôi đây nè. Rồi, quá ghê gớm, quá rồi. Ok, bây giờ là chóng mắt lên xem nè nha. Để coi bắt được cái con bướm nữ hoàng hay không nha. Rồi. Mà ông qua bên kia cổ vũ tôi đi. Rồi, ok, cổ vũ đây. Nhảy mạnh lên coi nào. Từ từ, đang chuẩn bị. Đang kiếm cái thích cơ nhảy, không biết có thích cơ nhảy nào hay không đây nè. Rồi ok, thôi tôi lo mà tập trung bắt bướm nữ hoàng đi. À. Rồi ok, bây giờ nhảy con vũ nha. Đó, cái điều nhảy này được hay không? Rồi trời, xong rồi nè. Trời. À, thấy ghê không? Trời ơi là trời, bắt trong nhanh ghê vậy. Trong nhạc luôn. U là trời, gì mà nhanh vậy trời, có mấy giây thôi hả? Chứ sao nữa, nó bảo rồi, là ông coi tài nghệ của tôi mà. Ủa như vậy là Huyền nó đi lên thắng cái kèo 2 rồi. Rồi ok, bây giờ qua cái kèo 3 luôn nha. Tỷ số bây giờ là 1-1 nên bây giờ là cái kèo 3 này sẽ là cái kèo quyết định nha. Ai thắng ai thua trong cái ngày hôm nay luôn nha. Nhưng mà tôi chơi trò chơi á dở lắm. Rồi tôi không biết, bây giờ là chịu, giờ là câu cá bắt bỏ là xong hết trơn rồi. Bây giờ là chỉ còn cái tiền trò chơi thôi à. Cái này mà
Rồi thôi thôi thôi, mà lo mà tập trung mà chạy đi. Rồi tôi về hạng năm rồi nha. Rồi tôi về hạng năm rồi đó nha. Rồi. Rồi tôi cũng lên rồi kìa. Rồi ok, bây giờ là vòng đầu đã bước qua nha. Ghê thiệt chứ. Rồi bây giờ là chuẩn bị cái vòng thứ hai nha. Vòng thứ hai là cái vòng đặt bơm nha. Rồi ok, bây giờ là chạy né bơm nha. Rồi đâu rồi, thằng nào mang bơm đâu, mày con mày lại đây. Đâu thằng nào mang bơm đâu? Đâu 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 rồi? Đâu rồi? Đâu đâu, đây đây rồi, đây chạy bơm đây rồi. Ôi, đây 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 đây, đây dễ ăn đau lắm hả mày? Thêm cho ông ấy nha, chứ không là ông xém bị thua rồi đó. Rồi ok, bây giờ là đã bước qua cái vòng thứ hai, tiến vào vòng 3 nha. Rồi ok, cái vòng 3 nha, thấy ghê vậy trời. Ui. Ừ, tôi thì mấy cái này tôi cũng không có chạy nhanh nữa. Cái vòng này là chỉ chọn có 5 người thôi đó nha. Cái vòng này mà bà qua không được là coi như là bà thua rồi đó. Thấy thua vậy là đó. Thua ông luôn hả? Ừ, thua tôi đó, bây giờ là tôi với bà là lại chỉ phân định thắng thua thôi. Ừ. Chưa à. Chắc à, từ từ nha. Rồi, để ok đó, thấy không, thấy không, thấy gì chơi cũng mượt lắm nha. Nhưng mà tôi không thấy bà ở đâu hết trơn á. Tôi ở sau á. Giờ có thể là ở rất là xa luôn rồi đúng không? Rồi, hơi bị xa nhau rồi đó. Rồi ok, bây giờ là tôi về rồi đó nha. Rồi rớt rồi. Rồi rồi rồi, tôi đang rớt, Rồi trời ơi, trên đây rồi. Có 4 người rồi, 5 người rồi, rồi bà rồi, thua xong. Luôn rồi. Rồi xong, coi như là cái kết quả là cũng thấy rồi nha mọi người. Vậy là lần này tôi thua ông rồi hả? Đúng rồi. Vậy hôm khác có được phục thù lại không? Cho luôn. Vậy hẹn một dịp khác nữa nha. Rồi ok. Ok, video của Na và Huyền đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ cho Na với Huyền mỗi người một lượt đăng ký kênh với nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Huyền Narin á là cũng một YouTuber nha mọi người. Mọi người có thể tìm kiếm gõ chữ Huyền Narin là sẽ ra nha. Rồi nhớ cho mọi người một lượt đăng ký kênh với nha. Và like luôn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người.